Nào, xin mời nhà gái. Nhà gái xuất hiện rồi. Bây giờ đàn trai xuất hiện, xin mời. Chào Linh. Chào em. Trời ơi dễ thương quá. Ngồi đi, tới qua đây. Linh ơi, cái này sao có không khí Tết quá Linh. Không khí của lễ hội. Bên nhà trai sẵn vậy giới thiệu luôn đi. Giới thiệu luôn đi em. Gặp em là thấy có niềm vui, có lễ hội rồi đó, có sự may mắn rồi đó. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân, bạn nữ và gia đình bạn nữ cùng khán giả đang xem hình. Một lời chào trân trọng nhất. Em tên là Võ Thanh Sang, năm nay em 36 tuổi, hiện đang là trưởng đoàn luân sư Hồng Sang Anh Đường. Đây là một cái đội lân cũng rất là nổi tiếng nha, phục vụ rất nhiều lễ hội luôn đó. Em đội trưởng luôn hả? Dạ em trưởng đoàn. Rồi còn em, giới thiệu liền cưng. Dạ em xin chào chị Hồng Vân. Chào anh Quyền Linh. Rồi, và em. Anh ngồi kế bên em ạ. Và tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay của ngày hôm nay ạ. Em tên là Ngọc Lan, tên đầy đủ của em là Trịnh Thị Ngọc Lan. Em 33 tuổi, em sinh ra và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là nhân viên văn phòng tại một công ty ở huyện Bình Chánh ạ. Rồi cái điểm mạnh của em là gì nè? Dạ thì điểm mạnh của em là em cũng dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc thì em luôn cố gắng hết sức mình trong công việc của em. Và em cố gắng hoàn tất những công việc mà em đang còn lỡ dở chị. Điểm yếu của em, cái khuyết điểm dạ, điểm yếu của em là em hơi khó tánh ạ. Đối với bạn bè xung quanh mình có khó tánh không? Dạ cũng chút xíu ạ. Cũng chút xíu luôn. Rồi mai mốt mình có chồng khó tánh với chồng không? Dạ chắc không chị. Mà không hả? Chỉ dễ riêng với chồng là dễ tánh thôi hả? Dễ gì không, chắc cũng có chút xíu luôn. Rồi mà em trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Dạ ưu điểm của em là hòa đồng, vô tính, em không biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt. Tốt. Khuyết điểm? Dạ khuyết điểm của em là có phần quan tâm với bạn của mình hơi thái quá chút xíu. Quan tâm mà thấy thái quá luôn hả? Dạ. Tức là đi đâu cũng hỏi làm gì, sức khỏe làm sao, ăn uống làm sao, ngủ làm sao, tắm làm sao, rồi không, đi chơi không, không bỏ cái phần tắm anh, cái phần kia anh nói đúng rồi, chỉ bỏ phần tắm thôi hả? Phần tắm là em có hỏi. Còn tất cả mọi thứ đều quan tâm đúng không? Dạ gần như quan tâm. Ủa em lập đội lân này lâu chưa? Dạ em lập đội lân được tổng cộng là 4 năm rồi. 4 năm rồi. Em học võ múa lân này từ năm 11 tuổi. Múa lân có võ nữa hả? Dạ có môn võ để mà phối hợp để làm những cái mã bộ của lân. Rồi. Cái cuộc sống với cái nghề nghiệp của mình là em có đủ sống không? Dạ cái nghề múa lân này cũng tạm ổn, về sau này nó phát triển thành bộ môn thể thao á, nó hoạt động nhiều với công ty sự kiện cho nên cũng đúng rồi. Múa lân hiện nay là một trong những bộ môn mà có thể tất cả sự kiện, hội nghị, lễ hội ai cũng là mời múa lân hết trơn, làm ăn được lắm à. Để em nghe em phấn khởi không em? Dạ thì nếu mà nói về múa lân thì nó hẳn ra là mẹ em là người Hoa. Mẹ em cũng thích múa lân đúng không? Dạ. Em có thích múa lân không? Dạ em cũng thường xem chị. Vậy hả? Em có nghĩ là sau này chồng của em sẽ là nghề múa lân không? Dạ em cũng hy vọng cũng được tốt chị. Ồ vậy đó hả? Còn cái đường tình duyên của em sao nè? Dạ thì tình duyên của em cũng quen được 2-3 mối tình chị. Thì mối tình gần đây thì em cũng quen được 3 năm. Nhưng mà sau này là em chia tay là vì anh đó có quen người khác chị. Anh đó có người thứ ba? Dạ đúng rồi. Và cái chia tay bao lâu rồi? Dạ cũng được 5 chị. Được 1 năm rồi, tại sao em lại rơm rớm nước mắt như thế này? Em còn nhớ người ta hay là em vì tự ái em hận, em giận? Dạ em giận chị. Em còn thương người ta không? Dạ khi mà em tham gia chương trình này là khi đó là em muốn có một cái tương lai khác chị. Khi mà em và anh chia tay á thì em nghĩ là nếu mà mình không có duyên thì có thể là giống như là mỗi người tìm cho mỗi cho mình một cái cuộc sống riêng chị, một cuộc sống riêng, hạnh phúc riêng chị. Có nghĩa là em đã dứt khoát tư tưởng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Khi mình tham gia chương trình này có nghĩa là cuộc đời mình có một cái trang mới hoàn toàn. Mình không nghĩ gì đến quá khứ nữa. Dạ. Đúng không nè? Dạ đúng rồi chị. Rồi còn bên kia, bên đàn trai ơi. Đường tình duyên của em sao đó? Dạ em cũng được 2 mối tình rồi. 2 mối rồi hả? Dạ mối tình đầu tiên của em là 3 năm. Nhưng vì còn thời trẻ nên cũng có lúc hiếu suy nghĩ. Không có được... Chín chắn. Dạ. Còn mối tình thứ hai là 5 năm em cũng bị vướng người thứ ba. Cho nên vướng là... cái người thứ ba là em vướng hay là cái bạn gái em vướng? Dạ bạn nữ vướng trong chỗ làm cho nên là em cũng xin rút. Vậy là 2 người đều có người thứ ba xuất hiện hết. Cố gắng giờ mình có 2 người thôi nha. Chuyện 2 người thôi đừng có chuyện 3 người nha. Dạ. Kìa. Đó, chị em nha. Tôi. Em chào chị. Em tôi. Ủa vậy hả? Dạ. Tôi nghe tôi ngờ ngợ rồi. Anh Sang, Sang gì? Sang Anh Đường. Sang Anh Đường là tôi ngờ ngợ rồi. Bởi vì kịch Phú Nhuận làm lễ làm gì đó mời. Không, chị Vân lên nhà em rồi.
Bữa đó là làm cho Phi trong cái chương trình hát một cái chương trình yêu. Thi đây rồi, là lân múa đúng không? Không đúng em rồi. Dạy cho Phi quýnh trống. Dạy cho Phi múa trống. À dạ yeah. Em chị em ơi em chị mối mối. Rồi vậy là yên tâm rồi. Yên tâm cho bên nhà gái. Nhưng mà giờ cuối cùng tôi gặp nó rồi. Giờ tôi phải lo cho nó nữa. Mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Trung thủy. Trung thủy. Gì nữa? Hiền. Biết thương gia đình, biết lo gia đình. Vậy thôi ha. Dạ rồi. Bây giờ có cái hình mẫu lý tưởng nào về ngoại hình không? Chứ ông cũng làm văn nghệ rồi cũng làm nghệ thuật đâu, muốn gặp nhiều người đẹp đó. Thì giờ sao nè, ông nói nghe coi cái ngoại hình em muốn cái gì nè sao? Dạ ngoại hình thì dễ thương là được rồi chị. Ừ, dễ thương. Dạ. Mỏng mỉm như chị chịu không? Cười gì? Mà cười cười một nụ cười rất là ngầm ý là sao? Vậy là sao? Vậy là, vậy là hỏi không muốn thiệt, rồi. Hỏi thiệt. Dạ. Giờ muốn cái người yêu của mình mập hay là ốm nè? Dạ em mập rồi chắc ốm nó dễ thương. Chị thấy em mập rồi đó. Em chồng mập là phải đi với mập. Dạ. Mập đi với ốm rồi cực. Nó có những cái mà nhiều khi là người này mặc cảm người kia mặc cảm rồi cũng xung đột rồi cái lộn. Dạ. Hai vợ chồng phải đồng thanh đồng thủ ví dụ vậy đó hiểu em chưa? Em thấy anh Lê Tuấn Anh với gì ông Dân chưa? Thôi đừng có đem hoàn cảnh gia đình anh ra. Anh Tuấn Anh anh ốm mà. Anh đô, cái đó là, anh đô còn... cái đó là em nói về anh của em cách đây 20 năm nha. Còn bây giờ anh của em với chị là tương đồng. Dạ. Còn em chọn người bạn đời của em theo tiêu chí nào? Dạ. Em. Dạ em chọn người bạn của em thì ảnh hiền chị. Ừ. À, chính thang, chính chắn. Dạ biết lo cho gia đình. Có mẫu hình lý tưởng nào không? Dạ thì em ảnh cũng vừa người hay là vừa người là được rồi anh không? Chỉ cao tầm cỡ 1m6 hay 1m65 là được rồi. Bây giờ em nói tiêu chuẩn bên đây anh thấy hợp lắm á. Hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp bên nghề múa lân luôn ạ. À, chào tụi em. Em chào chị Hồng Vân, em chào anh Huyền Linh và chào bạn nữ. Em là Trịnh Đức Hoàng, đồng nghiệp bên ban trọng tài Liên Sư Rồng cưới với bạn Sang. Em thấy bạn nữ này với bạn Sang cũng rất là phù hợp. Sang ơi, bạn này tính cách với công việc đồ cũng rất là ok. Có thể để duyên đến với nhau mình nên đến. Một lát hai bạn nên ok với nhau chút xíu. Ok là bấm nút đó phải không? Dạ dạ. Cảm ơn em. Cảm ơn. Rồi còn em đi với ai ạ? Dạ em đi với mẹ và ba đứa em ạ. Và các bạn đồng nghiệp của em ạ. À dạ chào chị. Chào MC Quyền Linh và MC Hồng Nhân. Dạ. Tôi là mẹ của Ngọc Lan. Dạ. Được á, dễ thương, hiền. Cho hai đứa có cơ hội cho hai đứa nó đến với nhau nữa. Trời ơi. Trời ơi. Gọn lẹ thôi. Ừ. Mẹ nói mà mẹ nháy mắt á. Được. Ừ. Được, hiền. Rồi cảm ơn cô. Rồi. Bây giờ mình kéo rào thôi. Rồi. Cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Bây giờ khoan từ từ nha, từ từ nha. Để coi cô đoán em sao. Mở rào. Đó, thấy nguyên con lân rồi đó. Đó, em đoán đi. Người đối diện của em là ai? Cái thái độ đó là thái độ thích hay không thích vậy trời? Thích hay không thích vậy ông? Nó chắc thích. Anh. Ấn tượng à ha. Anh có món quà gửi tặng cho em. Đây là cái hình ảnh con lân mà nó tượng trưng cho niềm đam mê cũng như là công việc của anh đang theo đuổi. Dạ, dạ cảm ơn anh ạ. Dạ, đây là món quà em gửi đến cho anh. À, đây là bánh nhà làm, là bánh bông lan của nhà em làm ạ. Dạ, cảm ơn em. Bánh này ý nghĩa lắm á. Bánh bông lan đó ăn đi. Dạ. Ăn lan đi. Ăn bánh bông lan chứ quên. Hai người trò chuyện đi. Dạ trước khi mà chưa có mở rào ra. Dạ. Thì anh trong anh cảm nhận em là người như thế nào? Giống như trong suy nghĩ là có đúng với ý của anh hay không á? Lúc mà chưa kéo rào anh nghe giọng nói của em rất là nhẹ nhàng và ấm áp. Có vẻ như em là một người dịu dàng. Dạ. Khi mà kéo rào ra rồi em thấy anh rồi em cảm giác như thế nào? Thì em thấy anh cũng là người thiệt tình. Với lại cũng vui tính. Anh Linh ơi, mình có mấy phút để trò chuyện anh Linh? 2 phút. Không ấy mình bấm nút luôn đi rồi về mình hẹn tiếp. Chứ 2 phút đâu có đủ đâu. Dạ đúng rồi anh. Nói nghe nè, mà dạ. Sang là ngoài cái múa lân ra là những tài lẻ của em là gì nữa? Có biết ca hát hay là múa nhảy hay gì không? Dạ em có hát nhưng mà chắc phải hát karaoke chứ. Lúc em run quá em không có thuộc lời chứ. Nhưng mà nếu mà hát mà có gì cổ động anh chút xíu nha. Dạ nếu em thuộc cái lời bài hát đó em sẽ hát cùng anh. Làm vợ anh nhé. Anh có đôi bờ vai đủ sòng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Là vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Wow, wow.
Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối. Buồn vui gian khó, đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì. Và giờ hãy hứa, trọn đời yêu anh nhé em. Rồi, bây giờ nè, em nói đi hẹn hò sao đi Sang. Hỏi có nhà bạn gái gần nhà mình không? Dạ, cảm ơn anh là gợi ý của Quyền Linh. Hiện nay nếu mà anh có thể hẹn em đi xem phim hay là uống nước thì anh có thể là đón em ở đâu? Anh có thể đón em ở nhà của em. Em đang sống với ba mẹ của em. Nhà em ở quận em mấy? Là ở quận Bình Tân à. Bình Tân? Dạ, đúng. Bình đường gì em? Dạ, đường Lê Văn Quế à. À, Lê Văn Quế. Gần nơi anh đang giảng dạy mỗi lần. Trời ơi, vậy hợp lý quá. Dạ chắc con cũng xin phép xin đi, nói đi. Con xin phép xin chào bác ạ. Con xin phép bác là con được hẹn hò với bạn em. Ủa xin liền vậy luôn đó, ông xin liền luôn á trời. Xin liền luôn. Tôi không nghĩ là em tôi nó dạng dĩ vậy luôn á trời ạ. Hỏi coi bác đồng ý không, xin gì nữa đem đi. Dạ, nãy bác đồng ý rồi anh. Có chưa? Rồi. Được, đồng ý. Trời dạ. Ơi, trời ơi, bác đồng ý luôn, bác xúc tích quá luôn. Còn quan trọng là cô kia có đồng ý hay không. Bạn ấy cười là đồng ý rồi. Hả? Em chấp nhận đồng ý à? Đồng ý mình bấm nút luôn. Em bấm nút đi trời ơi. Anh hỏi đẹp luôn nha. Rồi, anh hỏi 3, 2, 1 bấm luôn. Trời ơi. Lẹ làng. Vậy cho nó gọn luôn. Đẹp luôn á. Chưa bao giờ tôi thấy một cái cuộc mai mối mà nó lẹ làng suôn sẻ như thế này. Nó hợp lý như thế. Hãy đưa nắm tay nhau đi. Dạ. Rồi xin phép mẹ tương lai là cho con hôn bạn gái con cái. Con xin bác gái cho con được nắm tay và hôn bạn nữ con gái của bác. Nữ. Trời ơi, nó nhẹ nhàng không? Đưa cái má lên. Thấy rất là dễ thương luôn á. Em hiền, thật thà, sống tình cảm, đảm đang công việc nhà. Nền nếp của em thì gọn gàng, không biết hút thuốc với uống rượu bia. Chỗ đó là em không có lăng nhăng gái gú. Rồi em cũng hay tự ti về ngoại hình nữa. Chẳng hạn như là ngoại hình của em thì lùn thấp, nhỏ bé, ốm. Miệng của em thì móm. Mời nhà trai. Trời ơi, dễ thương nha. Rồi, xin mời nhà gái. Mời em. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu rồi. Mời bạn trai giới thiệu về mình lớn lên cho bên kia cùng nghe luôn nha. Chào anh Quyền Linh, chào chị Hồng Vân. Chào, chào quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn gái bên cạnh. Em tên Lại Tuấn Hào, năm nay 30 tuổi. Quê quán em ở Tân Phú Đông, Tiền Giang. Nghề nghiệp của em là em xin đọc bài thơ để giới thiệu về công việc của các em cho quý khán giả cùng nghe. Kali, Ios, Hero, Natri với bạc, cò lo, một rồi là quá trị một em ơi. Học đi cho kỹ, kẻ rồi phân dân. Mai nhê, chì kẽm, thủy ngân, oxy, đồng thiết cũng cần ba ri. Cuối cùng thêm chú canxi, quá trị hai đó có ngày nào quên. Bác nhôm hóa trị ba lần, in sâu vào trí khi cần nhớ ngay. Carbon, silic, chì thiết này đây, hóa trị bốn có ngày nào quên. Sắt, cờ rơm, đấm rút hay phiền, hai ba lên xuống nhớ liền ngay thôi. Mangan cứng giòn hơn sắt, độc quyền 274 thế à. Nitơ rắc rối nhất đời, 1, 2, 3, 4 khi thời lên 5. Lưu huỳnh lắm lúc chơi khăm, xuống 2 lên 6 khi nằm thứ 4. Phosphor nói đến không dư, nếu ai có hỏi thì rằng 3 năm. Em ơi cố gắng học chăm, bài thơ hóa trị suốt năm cần dùng. Thì qua bài thơ sẽ thể hiện được tính chất và công việc của em. Đó chính là em là giáo viên giảng dạy bộ môn hóa thí sinh. Trời đất ơi, tưởng làm nghề tiệm vàng. Trời ơi, tôi tưởng ông là bác sĩ hóa trị. Thật sự, nhưng mà em ơi, dạ. Nhờ cái bài thơ của em á mà bên nhà gái bên đây bớt căng thẳng nè, đây nở nụ cười rồi, rất là xinh tươi nha. Dạ. Em dạy được bao nhiêu năm rồi? Dạ em dạy được 5 năm. Dạy ở dưới Tiền Giang luôn hả? Dạ em dạy. Tức là nhà của em phải đi qua con đi qua đò đó. Dạ nhà em phải qua phà Tân Long. Đúng rồi, thị xã Gò Công. Rồi, bây giờ cô gái nè, em giới thiệu về mình đi. Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào bạn nam bên kia, chào tất cả mọi người. Em tên là Lý Thị Ánh Tuyết, năm nay em 31 tuổi. Hiện em đang là giảng viên tại trường Đại học Cần Thơ. Quê của em là ở Long An. Long An là huyện nào em? Dạ huyện Đức Hòa. Đức Hòa mà giờ em đang dạy với Cần Thơ hả? Dạ, dạ. Em dạy bộ môn gì? Dạ em dạy anh Văn. À anh Văn. Em có những ưu khuyết điểm gì kể cho đàn gái nghe đi em. Dạ, ưu điểm của em là em hiền, thật thà, sống tình cảm. Đặc biệt chỗ là em đảm đang công việc nhà. Nền nếp của em thì gọn gàng, không biết hút thuốc với uống rượu bia. Chỗ đó là em không có lăng nhăng gái gú. Dạ, cho nên em mới độc thân tới giờ em mới lên chương trình. Có khuyết điểm gì không? Dạ, em có khuyết điểm cũng hơi nhiều. Khuyết điểm của em là ví dụ như em nhát gái. Chứ em không được tự tin, không biết bày tỏ tình cảm như thế nào để bạn đó có thể am hiểu, thể đồng cảm với em. Rồi em cũng hay tự ti về ngoại hình nữa. Chẳng hạn như là ngoại hình của em thì lùn thấp, nhỏ bé, ốm. Miệng của em thì móm. Mắt của em thì bị cận.
nhìn hình dáng bên ngoài của em á thì nó không được manly cho lắm, cho nên đâm ra em mới ế tới giờ. Trời em tả không ai muốn lấy em luôn. Thiệt luôn á, ông tự ông dìm hàng ổng tới cái mức mình như vậy. Dạ cái đó đó chị Hồng Vân, đó là bản chất thật thà của em á chị Hồng Vân. Không có tới mức gì đâu ông ơi. Ông nói thiệt tôi muốn bỏ nghề làm mai luôn á, thật sự luôn à. Trời ơi. Không có đâu. Trời đất ơi nhìn cũng trời ơi giả dối dễ sợ luôn á, giả dối dễ sợ luôn á. Em nghe cái bạn đó bạn nói về bản thân mình, em hình dung cái bạn đó bên đây thì sao? Em cũng chỉ chú trọng vào cái anh nói là anh thật thà là được, còn mấy phần còn lại nghe thì rất là vui. Trời ơi. Chị ngồi bên đây và chị tưởng tượng em giới thiệu về mình giống mấy ông thầy bói mù mà xem voi á. Thực sự luôn á, hoàn toàn không phải như vậy nha. Mình tìm hiểu một người đó mình phải thấy người đó thật thà, thấy nó dễ gần gũi hơn. Còn... chỉ có một cái đúng em tự giới thiệu về mình là hơi móm móm xíu thôi. Không, móm duyên. Nhưng mà móm duyên đúng rồi, Vân Tính nói vậy đó, móm duyên. Em thích cái mẫu người bạn gái của em như thế nào? Dạ em thích mẫu người bạn gái của em là cao ráo một tí, sống tình cảm, có trách nhiệm, biết quan tâm lo lắng đến gia đình. Rồi có mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua có một mối tình lúc hồi thời sinh viên. Quen được bao lâu thì chia tay? Dạ quen được 2 năm rưỡi rồi. Hai năm rưỡi mà chia tay, sao mà uổng vậy? Dạ do lúc trước thì khi mà sắp ra trường thì em chỉ chú tâm đến đi tìm công việc để có công việc ổn định trước. Tại em không có thời gian quan tâm gần gũi với bạn, chỉ có nhắn tin thôi. Tại khi mà bạn ra trường thì bạn cũng nhiều về quê nữa, cho nên là về khoảng cách, về hoàn cảnh, về vị trí địa lý nó xa nhau quá. Yêu xa đó, dạ, phải không? Cho nên là càng tình cảm mình nó bị nó không còn tình cảm sâu đậm nữa. Sau cái đó là bạn không có yêu ai nữa? Dạ từ đó tới giờ sao tự nhiên em mất cảm giác yêu luôn. Mất cảm giác yêu luôn? Dạ, cho nên giờ em thấy cảm giác em thấy cô đơn quá, cảm thấy mình có mình lẻ loi. Nhiều khi mình thi đi với bạn bè, mình thấy bạn mình bè mình có gia đình, có con, mà nhìn lại mình thấy đơn coi, độc mà độc thân. Cho nên là em lên đây em tìm đến chương trình. Tìm một nửa yêu thương của mình. Dễ cưng quá à. Cao mét mấy vậy? Dạ em cao mét 64 ạ. 64 hả? Giờ dài Cần Thơ luôn. Dạ. Em mong muốn tìm một người yêu thế nào? Dạ em thì chỉ suy nghĩ là nếu mà tìm được một bạn nam có thể nào mà chia sẻ những cái vui buồn trong cuộc sống và hiểu nhau được là ổn. Vậy thì đơn giản quá. Dạ. Nhưng mà nãy giờ em ngồi em nghe bạn bên đây tâm sự á, thì em có cảm thấy là ý cái đó có phải là mẫu người của mình hay không? Em nãy giờ em nghe thì em thấy bạn rất là vui tính, ấn tượng ban đầu thì rất là tốt. Cái điểm mạnh của em là cái gì? Dạ em có điểm mạnh là nói chung là em làm việc sắp xếp rất là có kế hoạch. Và em có khả năng chịu được áp lực cao. Ngoài ra thì thứ nào đó cũng biết chút chút, rất là ham học hỏi, ví dụ như là em học võ chẳng hạn. Hoặc là em cái gì học gì võ? Sao tôi nghi rồi. Em có muốn người bạn gái của mình nhìn cứng cáp không? Dạ em cũng nhìn bạn gái cá tính một tí. Học võ em có sợ không? Dạ không. Không phải không? Dạ. Rất là may cho bạn bên kia em chỉ học võ tự vệ thôi. Tự vệ là tự vệ chứ không phải học võ tấn công. Dạ. Đúng không? Thôi đỡ rồi, đỡ rồi. Làm nam đi với ai của em gái? Dạ em đi chung với một đại đội luôn. Tại vì gọi là một chiến dịch chống đế. Thấy em cứ đi tới đi lui từ trường về nhà rồi học hành chung, nên là tại trường rồi các bạn sinh viên rất là yêu mến, các bạn lập ra hẳn một chiến dịch. Và kể cái lúc mà em đi casting thì các bạn là qua tại nhà em ngủ luôn. Rồi đang sáng sớm bóc em đi từ Cần Thơ lên trên đây để em chuồng. Nhưng mà là ai đăng ký cho em? Dạ là bạn học sinh của em gửi đơn rồi đăng ký giùm luôn. Rồi báo ngày rồi đi lo. Cái đại đội chống ế là được rồi nha. Tí cưng quá. Đại đội chống ế này dễ thương á. Dạ rồi. Rồi đâu rồi, đại đội chống ế đưa tay lên hết coi. Thôi cái gì? Bây giờ đại diện đàn gái mình phát biểu đại diện đàn gái. Ai đại diện đàn gái? Dạ mẹ. À hôm nay đi mẹ. Có mẹ với em gái. Dạ tôi tên Phương, đến từ Long An, là mẹ của anh Tiết. Xin chào chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, chào xin quý vị khán giả có mặt trong trường quay, chào quý vị khán giả đang xem truyền hình, chào MC Hồng Vân. Dạ. Chào MC Quyền Linh, chào cháu trai. Dạ chào bác. Thì bây giờ hai đứa đến đây thì bác muốn hai đứa có thời gian để kiểu như bấm nút á, rồi để tìm hiểu nhau, nếu được á thì tiến tới hôn nhân thì cũng tốt, thì bác muốn vậy. À cảm ơn. Mà để hỏi hôm nay thầy đi với ai vậy thầy? Dạ hôm nay em đi với anh trai và em út. Ồ anh trai, chào anh trai. Dạ em là xin giới thiệu là Lại Tuấn Kiệt, là anh của em Hào. Em xin trân trọng kính chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân. Chào em. Và quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào em Ánh Tuyết. Thì nãy giờ ngồi dưới này thì cũng cảm thấy là chương trình cũng vui, và hai em là có những cái điểm chung. Và về phía em Hào thì thấy em Tuyết á có những cái tiêu chuẩn mà đúng như là trong khi mà đăng ký tham dự của chương trình. Thì về mặt ngoại hình cũng như là về mặt công việc, và trong em là có một cái sự cứng cáp trong đó, nhưng mà cũng toát ra một cái sự hài hài ở trong đó, khôi hài về cái nguyên một cái đại đội của bên em.
Đằng sau lưng á, đằng sau lưng á, ngồi ngay sau lưng á. Bên đây. Trời, nãy giờ có phục kích. Đó, đúng rồi đó, bên ta có giặt á. Vâng, thì cũng rất mong là đến đây chương trình đây cũng là cái duyên. Thì với sự xe duyên của anh Quyền Linh và chị Hồng Vân, thì hy vọng là các em sẽ cùng nhau nhấn nút. Và sau này về đó, anh sẽ đảm bảo cho hai em, trong trường hợp có chuyện gì xảy ra thì em Hào nói tiếng Việt, còn em Anh Tuyết nói tiếng Anh, là đảm bảo nhà im cửa ấm. Đúng rồi, đúng rồi. Vâng, xin cái này hay nè. Rồi, hai bên đã góp ý kiến rồi, bây giờ mở rào cho cô giáo với thầy giáo gặp nhau đi. Cô giáo với thầy giáo mở nha. Rào. Bắt đầu đi thầy giáo, không gian này của chúng ta đó. Dạ em nhận trước đi rồi em trao sau. Đến chương trình hôm nay thì anh có món quà đã tặng đến em, đó là cầu bưởi vừa đủ xài. Hy vọng thì tình cảm anh dành cho em nó sẽ ngọt ngào như những quả trái cây này. Nói nghe nè, em nói lợi giùm đi. Em nói lợi đi, người ta là cầu vừa đủ xài thôi, còn em cái chữ bưởi trước là em muốn cái bưởi gì? Cầu bưởi vừa đủ xài khác nhau. Em cầu cái gì? Bưởi gì? Mỗi người ta có nhu cầu khác nhau. Thì... có người nào ta là cầu vừa đủ xài, còn bây giờ nó cầu bưởi vừa đủ xài. Thì đó, bưởi năm năm rồi hay là bưởi bưởi năm rồi. Đủ xài không? Giờ thấy đủ xài chưa? Đủ rồi đúng không? Trời ơi. Để đến với chương trình ngày hôm nay thì em có vẽ một bức tranh để tặng anh. Ủa, là... em tự vẽ hả? Dạ em tự vẽ. Ồ, đẹp quá. Lần đầu tiên gặp em cảm thấy anh thế nào? Thì em thấy anh cũng vui vui vẻ, hài hước rồi. Cái vụ mà cầu bữa vừa đủ xài em thấy nó ấn tượng. Đúng rồi, đúng không? Cũng vui quá vui rồi. Nhưng mà chính thức hẹn hò thì theo em thì khoảng thời gian bao lâu thì chúng ta có thể tiến tới hôn nhân? Hỏi liền luôn kìa Linh, hỏi hôn nhân liền luôn kìa. Dạ em nghĩ là khoảng 1-2 năm nữa. Nếu mà mình có hẹn hò với nhau thì thời gian tìm hiểu khoảng 1-2 năm là đủ rồi. Trời ơi, anh thấy từ 6 tháng đến năm được em. Đó. Anh thấy anh cũng lớn tuổi rồi, mất cha già con mượn nữa. À, đúng rồi. Đâu cái ban chống ế đâu rồi. Lên tiếng đi chứ. Cái ban chống ế thấy cái người đàn ông này được không nè? Được đúng gật đầu không kìa thấy dạ, chưa? Theo ban tư vấn chắc đã còn 1 năm là được rồi. Nói chung thì anh với em đến đây cũng là một cái duyên. Thì dạ, hy vọng qua chương trình này em phải cho anh một cái cơ hội để chúng ta có thể tiến tới xa nhau hơn nữa. Xa nhau hơn nữa này. Nếu hết sức có thể. Thì khi đó, gặp lại chồng á, dù như từ 6 tháng 1 năm trong quá trình tìm hiểu thì anh thấy cũng được. Bây giờ mình nói lại cái câu xa nhau hơn có thể nè. Chúng ta có cơ hội xa nhau thêm hơn nữa là sao? Ta có thể tiến tới gần nhau hơn. Gần nhau hơn nữa, nếu đó, hết sức có thể. Ừ. Nói sao mà từ xa hơn nhau có thể. Hẹn hò sao đó? Đó. Ví dụ như em một tuần thì chúng ta có thể, hoặc một tháng thì em thấy chúng ta hẹn hò ta. Em thấy nhờ em rảnh những thời gian nào. Nếu mà em có rảnh em sắp xếp á thì anh sẽ chạy lên để thăm em. Dạ dạ. Em có thể mời em đi uống cà phê hay là đi hát hay hò vậy đó. Em thì thích chơi thể thao, anh biết chơi thể thao không? Anh cũng ít, chẳng hạn như là hít đất hoặc là tập tạ tay hay gì đó thì anh có. Dạ. Tại vì anh mắt thì mắt anh thì cũng cận, cho nên là bóng đá hay những cái gì đó mà nó liên quan đến mắt nhiều quá thì anh cũng hạn chế. Dạ. Sao anh không đeo mắt kính anh? Rồi mắt anh nheo nheo hấp hiêm hoài. Dạ, em làm công việc em mới đeo kính được chị Hồng Vân. Đẹp mà, đeo mắt kính nhìn anh rất là đẹp. Em nhìn em thư sinh không anh? Quá thư sinh. Được đó, mà. Nhìn kỹ đi vậy mới nhìn kỹ được cái đối tượng của mình chứ. Đó em thử em biểu diễn vài cái võ tự vệ của em cho bạn trai em yên tâm coi. Dạ. Em thật ra là không có biểu diễn mà chỉ khi nào người ta đụng tới mình. Ví dụ là ở đây đứng lên coi. Em tới em đụng coi thì sao? Thì nếu như anh cầm tay em nghe thầy thì có thể em làm một số động tác để thử đi, làm thử coi. Dạ, cầm chắc vào. Cầm chắc vô. Chẳng hạn vậy, nói chung là em chỉ chạy thôi. Vậy thôi hả? Chạy thôi hả? Em còn cái thế nào? Dạ. Em còn một cái thế nào khác không? Cái thế này chị không học chị cũng biết luôn á. Ừ. Đi học giỏi gì kỳ vậy? Em sợ, em sợ đánh hồi cánh chạy luôn. Bây giờ hai bạn nắm tay nhau, nhìn đối diện nhau. Hai tay luôn, tay bên kia. Dạ. Đó, nãy giờ các bạn đã nói chuyện rồi. Nắm tay để truyền cảm xúc của hai đến với nhau. Nhìn thẳng vào nhau. Các bạn có thể hát một bài nào đó để ta cảm nhận cái luồng điện từ người này qua người kia thế nào, để chúng ta có thể quyết định nó không có sai nha. Anh không thuộc bài đạo em à? Anh không có thuộc bài hát mà trong đôi. Dạ, vậy anh hát được thì anh hát. Nhìn thẳng mắt nhau đừng nhìn đi đâu hết. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm. Cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dạ hết rồi. Đáp lại em, đáp lại liền em. Dạ em thì hát không được hay lắm nhưng mà sao? Ok em hát một phút. Love in your eyes, sitting silent by my side, going on, holding hands, walking through
The nights hold me young, hold me tight, lift me up to touch the sky. They treat me to love with heart, helping me open my mind. I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, till the end of the time. Believe me, I can fly, I'm proud that I can fly, to give the best of mine, the heaven in the sky. Hiện nay em thấy thế nào, cứ nói cho cô ấy biết. Dạ, nhìn thấy tay con mềm mại, ấm áp, nó chạy xuyên qua tim em luôn. Chạy xuyên qua tim luôn rồi. Dạ. Thôi bấm cho rồi, đi làm cái tay xuyên qua tim luôn rồi. Chúng ta để tay vào nút bấm, kiểm tra lại con tim mình đi các bạn, xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ nha. Bấm nút là trao duyên, bấm nút là chúng ta đang nghĩ về tương lai, nghĩ về hạnh phúc. Không phải bấm vì bất kỳ điều gì các bạn nha. Chuẩn bị 3, 2 và 1. Hết thời gian. Thật sự là một sự nghiêm túc. Chúc mừng các bạn. Các bạn nhắm mắt lại, các bạn kiểm tra. Thật sự là đây, tôi cảm giác đây là một cái sự nghiêm túc của hai bạn. Vina, tao bạn không biết gì. Tôi quýnh chết. Rồi mọi người, kiểm tra điện thoại cho em nha. Cắt hết nha mọi người, đừng quay ạ. Bình Nguyên ơi, dậy chưa? Cà phê sáng rồi. Giờ này trái giờ đang ngủ không? Yêu thì cứ yêu, say thì bỏ đi. Gì con? Đợi khi ta gặp nhau, để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Khi đôi chân lặng thinh mang một... Có đứa cài nút nữa, thấy thương không? Đôi khi ta gặp nhau, cái này của chú nó bị hít lên, để dạy nhau cách sống trong khổ đau. Vú bự quá cái nó hít lên, hít cái này lên. Bự cắn ra quầy, nó cắn con gì, cắn nó cởi đầu, nó cắn tùm lum hết trơn, cởi ra vũ nó ngứa tùm lum hết trơn. Chú lột ra hết luôn hả? Xong rồi mày có mặc quần cho tôi mới quay, sao không biết bữa nó quay trúng gì chứ không biết, nó chui vô á. Anh thấy em khá là hiền, với lại nhìn thì giống như bánh bèo á. Dạ em cũng khoai bánh mèo thiệt. Thì dạ. Anh thích cái mẫu người như vậy hơn là mẫu người hiện đại. Dạ, dạ. Thích bánh bèo hơn bánh ú hơn. Bánh mèo dễ ăn mà chú. Mềm mềm, nó mặn mặn, ngọt ngọt, mứt mứt. Em cảm thấy anh sao? Em thấy anh thì cũng đẹp trai hơn là em tưởng tượng hôm nay. Hôm nay luôn hả? Dạ. Anh mới biết hôm qua luôn à. Em vừa mới được gọi hồi 3 bữa trước. Người ta bí mật đến giây phút cuối cùng, đúng ra là 5 giờ sáng này mới báo luôn đó. Em ở đâu? Dạ, hiện tại em đang ở quận 4 và em cũng làm ở quận 4 luôn ạ. Em ở đâu với ai? Dạ, em ở với một chị đồng nghiệp của em. Là em làm ở đó rồi ở đó luôn? Dạ, cái từ nhà tới công ty thì khoảng 5 phút à. 5 phút? Dạ. Ở gần thì khỏe hơn. Dạ. Vậy thì anh sẽ chạy qua đó. Chạy qua làm chi? Hẹn hò mà chị hỏi chạy qua chi rồi sao vậy? Dạ. Để giờ hẹn hò tính sao? Một tuần gặp nhau mấy lần? Em anh thì dạo này bán cũng hơi ế nên cũng khá rảnh. Nói chung là khi nào em rảnh thì em cứ nhắn tin alo anh là anh chạy qua. À, dạ. À, vô tâm rồi mà còn nóng tính hay quýnh nữa là mệt lắm ạ. Thôi vậy chỉ vậy thôi hả con? Vậy thôi, vậy là cũng mệt rồi đó. Khắc phục cái vô tâm đi nha. Thì chú thấy cái đó là quan trọng nhất á. Nói chuyện hồi tôi kêu bên đó là con luôn á trời. Rồi thôi mình tới với em gái bên này đi. Ưu điểm của mình là gì cưng? Dạ em hòa đồng với mọi người. Em thích nấu ăn. Với lại là em cũng thích trao đổi, nói chuyện, quan tâm, chia sẻ với mọi người. Dạ. Còn nhược điểm của em là em có cái thói xấu đó là em hay mít ướt. Hay mít ướt hả? Dạ. Thì chị thấy em có cái nhược điểm nữa là em nói hay nhỏ, em nói nhỏ quá rồi sợ bên kia không nghe. Dạ. Mời anh nói chị ơi. Dạ. Cứ nói nhỏ đi. À bên đó chắc là gu thích con gái nhỏ nhẹ đúng không? Dạ. À bên đây là thích mít ướt nè. Lộn, bên đây là hay mít ướt nè. Bên kia có chịu được không? Mít ướt lắm đó. Dạ được chị ơi, em dễ.
Rồi vậy thì bây giờ mình sẵn về cái câu chuyện mình hay mít ướt rồi mình nói luôn về cái tình trường của mình đi. Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Dạ hai mối tình chị. Mối tình lâu nhất của em là 4 năm. Sợ ha. Bữa hôm qua con cũng sợ tại con đầy nhiều quá. Trên rừng mà. Trời, nghe câu chuyện con he nó kể mà hồi lúc nó còn bắt đầu dậy thì á. Cái câu chuyện của con gái á, trời tội nghiệp. Nó là trên đó họ thiếu kiến thức. Tội. Mấy chạy? Không mà hai ngày trên đây. Trên cao nguyên cũng hay. 3, 2, 1, tay. Quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng thép Pinakoa, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép và tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống đã đồng tài trợ cho chương trình. Thưa quý vị, ngày hôm nay Ngọc Lan và Linh gặp lại quý vị. Chúng ta sẽ cùng kết nối cho những... mảnh ghép còn gian dở. Nếu như họ đồng ý bấm nút thì chúng tôi hạnh phúc. Và nếu như họ đi xa hơn tôi lại càng hạnh phúc hơn. Và hạnh phúc hơn nữa là nếu như họ gửi tấm thiệp mời trên bàn cho chúng tôi nữa. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta sẽ gặp thật nhiều cái niềm vui đó, hạnh phúc đó. Mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Xin mời nhà gái. Đây chị đỡ lên cho. Mời em trai giới thiệu về mình. Tự MC Ngọc Lan và Kiều Nữ và Đại Gia. Thà tự của Phương đó lắm. Mà cũng cảm ơn là hôm nay mới được hân hạnh, mới được gặp hai MC. Nhưng là tặng mắt chứ hồi nào giờ cứ nhìn trên truyền hình không. Thì giống lên truyền hình không cô? Đẹp trai hơn truyền hình nhiều. Cô Kiều Nữ Đại Gia lúc đó là 14 năm về trước rồi đó cô. Bây giờ cô có thấy thay đổi nhiều không? Giờ cô xuống hơn hồi xưa đó. Thấy Kiều Lan là cũng vẫn như nhau. Cảm ơn cô. Để nói như là mẹ của Ngọc Trao à. Đây là ba Ngọc Trao. Nhưng mà cái là Ngọc Trao thì nói vậy thôi. Chứ nhớ tánh của Ngọc Trao thì ở nhà nó cũng hiền. Làm nói chung là cũng không thuốc lá, không cà phê, cũng không có nhậu nhẹt, tại vì lâu lâu có bạn bè mới rủ thôi. Rồi em bán đồ vi tính đó, rồi em cũng sửa vi tính đồ này kia kia nọ đó, nâng cấp máy đồ này kia thì em cũng ít nói. Nhưng mà có cái là nói chung là cũng biết quan tâm gia đình đó, thì nói vậy thôi chứ còn cũng biết quan tâm gia đình. Nói chung là cũng lo cho ba mẹ đó. Không thích đàn ông cái gì nhất, ghét nhất cái gì tật xấu của đàn ông? À, con thì con chỉ không thích đàn ông hút thuốc thôi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Vô tâm thích không? Không, không thích vô tâm, không thích gia trưởng. Nói chung là bạn bên kia có thể thay đổi được. Nói thôi chứ bạn nói gì thôi chứ bạn rất là hiền. Dạ. Tính tình hiền lắm. Hai đứa hiền với nhau là khỏe lắm, không có nghe lộn. Dạ. Cái kia mà giận lên ngồi im ru rồi luôn. Chỉ có cái nó vô tâm không thèm lo gì chứ hết thôi. Mình tự lo thôi. Không báo động tới hả? Ừ, không làm gì làm không đó. Lo được không? Dạ được. Vậy được ha? Dạ. Rồi. Hỏi là tiêu chí bên đây sao nè, để coi bên nhà gái tôi có phù hợp không? Dạ, tiêu chí bên em thì đơn giản lắm. Biết kính trên, ngường dưới. Bên đây dư sức, đây hiền lành lắm. Trung hỷ. À, chỉ vậy thôi, ăn bằng nhiều. Vậy thôi, thích gái xăm mình không? Xăm ít thì được. Xăm ít thì được đúng không? Dạ. Xăm ít được, bên đó xăm xương xương à. Xăm ít nhiều cũng quan trọng. Quan trọng là cái tim người ta có xăm hay không thôi. Thì người ta hỏi trước. Cái tâm hồn người ta có xăm hay không thôi. Xăm là chuyện bình thường. Đó là xu hướng của thời đại. Mai bây giờ xăm chị Ngọc Lan đây cho thấy cho biết. Chị tao gặp tao chửi chơi. Chửi Ngọc Lan không. Dạ. Chào chú Quyền Linh. Chào con. Chào khán giả. Và chào chị Ngọc Lan. Con năm nay là sinh năm 93. 93. Dạ. Con sống ở Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại là con đang kinh doanh online bên mảng máy vi tính. Con tên là gì? Dạ con tên là Châu. Gì Châu? Dạ Huỳnh Văn Ngọc Châu. Huỳnh Văn Ngọc Châu. Dạ. Huỳnh Văn Ngọc Châu. Nghe chữ Ngọc vô thấy nó gì, rồi, giống gái mà. Thêm chữ Ngọc ha. Dạ. Ngọc Châu.
bên đó Ngọc biết. Châu, bên đây Ngọc Lan á. Ngọc Châu, Ngọc Lan hả? Dạ. Mình kinh doanh online là ngày nào mình cũng bán hàng ở trên mạng á hả? Dạ đúng rồi chú. À. Rồi, mời nhà gái giới thiệu về mình đi cưng. Dạ, xin chào mọi người, xin chào chú Quyền Linh và chị Nhỏ quá. Nói to lên. Nhà gái nói lớn lên cho nhà trai nghe luôn đi. Dạ, xin chào mọi người, xin chào chú Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng My, 29 tuổi. Em đến từ Vĩnh Long và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại Hồ Chí Minh. Hiện tại em đang làm nhân viên văn phòng ạ. Hoàng My, 29 tuổi, sống ở Vĩnh Long và làm công nhân viên văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là quận mấy cơ? Dạ, em đang làm ở quận 4 ạ. Quận 4 hả? Dạ. Ngọc Châu 29 tuổi, Hoàng My cũng 29 tuổi, là coi như đồng màu đồng chất luôn rồi đó. Hả? Dạ. À, Châu có thể nói cho nhà gái biết là những cái ưu điểm, khuyết điểm của mình đi Châu. Hai cháu có một cơ hội để mà tìm hiểu, nó cũng thấy mà nó hợp thì tiến tới hôn nhân. À, chú, cô chú ủng hộ 100% ha. À, cũng ủng hộ. Cảm ơn cô chú rất nhiều. Chào hai bác đi. Dạ, con chào hai bác. Ôi, thấy nó hiền dễ thương không? Được rồi, ngồi xuống đi. Từ từ về là nếu mà được là gì làm dâu nhà này tốt á. Cô chú đó phúc hậu liền từ luôn á. Có hai căn nhà cũng đỡ lắm. Phải lo đỡ, đó là tương lai, nhưng mà mình phải phấn đấu chứ không phải dựa vô cái căn nhà đó. Dạ. Tương lai thôi nha, giờ chưa biết nói gì hết. Bây giờ mình đi với ai nè? Dạ, con đi với bạn của con. À, bạn hả? Rồi, xin chào em trai. Chào cưng. Dạ, xin chào MC Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Và chào gia đình nhà trai và toàn bộ khán giả ở đây. Em xin giới thiệu là em là Quang, là bạn của Hoàng My. Thì em chơi với My cũng từ lâu, từ khi mà My mới lên Sài Gòn rồi. Thì anh em cũng thân với nhau lắm rồi. 1m7. 1m7 ha, để chị qua chị coi nha. Được, 1m7 được. Rồi em muối xồ lắm. Thịt bắp đồ ngon lành lắm. Ngon lành. Cao đẹp mà. Đẹp trai mà. Lô cưng. Bên kia người ta không có thích vô tặng đó. Để em sửa. Em sửa ha. Cái đó sửa dễ mà chị. Cái đó không dễ đâu. Không có dễ đâu nha. Sửa nó khó lắm á. Nó là thói quen của em. Thói quen trong suy nghĩ của em rồi. Bây giờ bao nhiêu mối tình rồi? À, dạ. Có hai. Một là do là mối tình đầu học cấp 3 thì em còn nhớ thôi, chứ còn thật ra thì lâu dài thì mối tình thứ hai nó là cách đây cũng 4-5 năm, do bạn ấy còn nhỏ, bạn ấy nhỏ hơn em tới 5 tuổi là chưa muốn. Cách đây 4-5 năm là em 24 tuổi mà bạn đó nhỏ hơn em 4 tuổi, lúc đó bạn đó 20 tuổi. Đúng rồi chị. Em quen ta còn đi học hả? Thật ra lúc đó là 20 hình như là học học đại học. Đúng rồi chị. Rồi sao chia tay? Bạn đó còn nhỏ thì còn muốn thích đi chơi này nọ, còn em thì 24-25 rồi thì em muốn lập gia đình, thế là em cảm thấy cái mối quan hệ nó không có kết quả nên thôi. Trời, nhưng mà chị hỏi cái này nó hơi cá nhân chút xíu. Chị thấy em rất là đẹp trai nha, mắt mũi miệng rồi rất là đẹp hài hòa và body cũng đẹp nữa, gì tại sao mà em không tận dụng cái lợi thế về ngoại hình của mình? Dạ, ưu điểm của con là đó là lớn lên, nó lớn lên nào. Ưu điểm là gì? Dạ, ưu điểm của con chắc là ham kiếm tiền quá. Ham kiếm tiền quá. Đúng việc rồi, hết tiền là con làm được à? Đúng rồi, miễn có tiền làm được, không làm bậy thôi. Dạ. Làm gì nó đúng thôi ha. Dạ. Rồi vậy là tốt. Còn gì nữa? Dạ chắc là thông minh. Chứ tự nhận thì hơi kỳ nhưng mà thông minh. Thông minh, mình thông minh mình nói thông minh chứ gì đâu kỳ. Dạ. Tự lên lên, tự lên nào. Cụ thể là mình rồi, thông minh như thế nào nè? Dạ chắc mình sáng suốt trong những cái công việc của mình, tự mình nghĩ ra, tự mình làm chứ thật ra không ai chỉ hết, nhưng mà tự mình bước trên con đường của mình luôn. Mình thông minh lanh lẹ đó ha. Bây giờ là mình phải mạnh mẽ lên, mình nó tự bán hàng online mà nó thoải mái rồi, bán bây giờ thử bán thử đoạn coi nè, cho nó ngày nào cũng bán rồi bán thử đoạn coi. Dạ con đăng bài chứ con không có live stream. Ủa đăng bài hả? Bây giờ tụi nó bán hàng trực tiếp. Dạ không, đăng bài thôi hả? Dạ mình làm online á, mình bán online đăng bài thì mình nói nữa. Đó, dạ con nói thì con nói chuyện với khách. Ủa, chú cầm video giùm Quyền Linh nha. À, này cô chú mặc áo nổi quá ha.
áo rồng bay phượng múa nổi quá. Dạ được rồi, cô nói đi cô. Xin trước hết xin chào MC Quyền Linh. Dạ. Xin chào MC và diễn viên điện ảnh Ngọc Lan. Dạ. Thì và chào tất cả trường quay hôm nay chương trình của bạn muốn hẹn hò. Dạ. Thì trước hết thì tôi xin chúc sức khỏe cả trường quay hôm nay và chúc mọi người ở đây là sẽ hạnh phúc và vui vẻ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ, tôi cũng nói chung là cũng xin cảm ơn chương trình bạn muốn hẹn hò hôm nay cho nên chị mới tổ chức để gặp được nhất cái là MC Huyền Linh và MC Ngọc Lan. Dạ. Là nói chung là cũng là thần tượng. Dạ. Thần tượng của hai MC. Dạ, cảm ơn. Nhất cái là những mùa dịch vừa qua đó, là cũng rất thần tượng MC Huyền Linh cho nên chị cũng xin thay mặt cộng đồng để cảm ơn Huyền Linh là những cái mùa vừa qua mùa dịch là thấy rất vất vả. Dạ cảm ơn cô, hôm đó cũng là một chia sẻ lúc khó khăn với cộng đồng đó cô ạ. À. Dạ. Cũng với là cũng là thì qua cái chương trình hôm nay thì em cũng xin chúc mọi người dồi dào sức khỏe và cuộc sống hạnh phúc. Đến với chương trình này thì em có thấy là bạn nam của mình rất là hoạt bát, rất là mạnh dạn. Tuy chia sẻ về cái cảm nhận của tự chia sẻ của mình là mình vô tâm và rất là nóng tính, nhưng mà em cảm thấy là điều đó với cái dân kỹ thuật về bán vi tính thì đó là điều hiển nhiên. Còn nếu nói về đối nhân xử thế gia đình thì em nghĩ là bạn này sẽ có một cái cách cư xử khác. Về một mặt khác thì bạn này thì là khá là sáng sủa và có những cái định hướng và độc lập để cho cái việc kinh doanh của mình. Thì em thấy là bạn này cũng rất là tốt và có tương lai. Thì cũng ủng hộ cho em My và bạn nam này sẽ có cơ hội cho nhau và được tìm hiểu nhau. Thì bọn anh thì cũng rất là ủng hộ My. Rồi, xin cảm ơn em. Mở rào cho mở rào đi ha. Mở rào. Trông đẹp trai lắm em ơi. Em không ấm chị mình giải lên. Ủa sao không bao giờ mà ông cùng chiến tuyến với tôi ở trên cái sân khấu này hết trơn vậy? Đúng rồi, nó phải có mâu thuẫn như thế. Dạ, ông thương tôi không? Thương. Ừ, ông thương tôi không? Được. Dễ thương, Ngọc Lan dễ thương. Thôi thôi chứ tranh luận thôi chứ bà mối dễ thương lắm. Không có lo, để tôi lo cho. Bây giờ tôi nói với ông Mai nghe nè, hai bạn này tôi thấy rất là đẹp đôi nè. Hợp nhau là những cái tiêu chí của các bạn đưa ra nó cũng không có quá khó khăn, nó chỉ có một vài chỗ nó hơi lấn cấn. Không, lấn cấn lớn quá thì tôi lo nhà trai nó dụ vô tâm thôi. Không, sửa được. Phải nói với nhà trai vô đó nha. Chứ tôi nhà trai nó lại tôi binh nhà trai như cái này tôi không binh được. Một chút nữa mở rào là sẽ phải khai thác mạnh mẽ vô trong cái vấn đề vô tâm này. Có cái gì là mở liền ngay chỗ đó. Tình yêu mà vô tâm là nó vô nghĩa. Hôn nhân mà nó vô tâm á, nó vô thức luôn. Nói chung là cái đó phải bỏ. Không ai có thể vô tâm với một người đối diện mình được hết. Đúng rồi. Ngay cả người ngoài cũng vậy. Một người tiếp xúc đầu tiên mình cũng niềm nở, mình chào đón, mình hân hoan. Gặp ta mà mặt bơ bơ thì nhìn vô tâm người ta cũng ghét mình nữa. Đúng không? Đục mặt. Thôi bây giờ hỏi người thân ha. Em đi với ai cưng? Dạ em đi với ba mẹ. À chết cha của ba mẹ. Đâu mình nói quá cho nói. Dạ em chào cô chú. Dạ. Chào cô chú ạ. Hàng kiểu như nhắn tin thôi chứ cũng gọi điện cũng có nhưng mà không có nhìn mặt. Nhưng mà mình đăng bài như vậy là mấy cái content là của mình nghĩ ra hay là sao? Dạ đúng rồi chị. Như vậy là rõ ràng là mình cũng hoạt bát lắm á thì mình mới nghĩ rồi. Rất là nhiều những cái content để mình bán hàng mà. Dạ. Mạnh mẽ lên, tự tin lên. Đàn ông phải mạnh mẽ lên, hoạt bát lên, chủ động hơn nữa nha Châu nha. Dạ. Rồi. Còn có điểm cái tật xấu hay là một cái điểm gì mà khuyết điểm của mình tự nhận thấy không? Tật xấu của con thì nhiều quá chú ơi. Ví dụ cụ thể đi. Dạ. Theo mọi người xung quanh thì nói là con hay vô tâm với lại nóng tính. Ồ, vô tâm là mệt đó nha. Cái vô tâm đó là không được đâu, phải khắc phục liền tức khắc luôn. Dạ. Điểm đó là yếu nhất của đàn ông luôn á. Mà phụ nữ không bao giờ thích cái chuyện vô tâm đó. Đúng rồi. Còn nóng tính là sao?
nóng tính là kiểu con đang làm việc mà ví dụ ai mà hay càm ràm á, là con bực mình, con không muốn nói chuyện. La lại không? Không. Quýnh lại không? Bình thường con nóng thì con sẽ im lặng chứ không có chửi. Được, im lặng tốt. Chứ chú nóng chú chửi á. Nào, ừ, chửi ạ. Châu nha. Nó ngồi dưới chờ đó. Dạ. Bắt đầu đi Châu. Dạ. Dạ em có món quà tặng anh ạ. Dạ, cảm ơn. Dạ hơi nặng. Dạ không sao, anh khỏe mà. Dạ. Cái này thì anh hơi gấp, anh nếu em bấm nút thì anh bù gấp 10 lần. Dạ em rửa anh. Dạ. Nãy gì không nghe. Ủa sáng dầu bù bông hả? Dạ đâu, tối hai chút. Hả? Tại chương trình báo gấp to. Không có ai mua vậy. Nói cái gì mà nếu mà em bấm nút cái gì đó, chưa dễ cho vụ người ta bấm nút rồi nha. Không. Nãy nói gì? Em nói là món quà thì nó chưa có được chỉnh chu. À. Nếu mà em bấm nút thì em sẽ đền bù sau. À ok. Đây chị cầm cho. Chị cầm cho em dễ nói chuyện. Dạ, cảm ơn chị. Anh cảm nhận người em như thế nào? Em thì em thấy lắm, tại vì nhà có một mình Ngọc Châu, còn hai anh chị là đi lấy hai người chị gái, là có gia đình ở riêng, là chỉ có mình Ngọc Châu thôi, là con út thôi, sống với ba mẹ. Vậy là ở với ba mẹ nữa, lấy vợ vậy là làm dâu đúng không cô? Không, tại vì đây nè, tại vì là nói ngay ra là cũng không, ví dụ như lúc đầu á, ví dụ như mới cưới gì thì muốn ở với ba mẹ thì ở với ba mẹ, còn không thích thì ở riêng. Tại vì là cô cũng có hai căn nhà cho thuê. Còn nếu mà thích ơi. Ví dụ như thích, ví dụ như lúc đầu về thì thích ở chung, ở trong sau này thích ở riêng thì cứ tùy ở riêng. Tại vì là thì cứ lấy một căn lại cho hai cháu ở. Dạ. Nhưng mà ví dụ như vậy nè, tại vì đi ở chung với cô chú á thì cô chú lo cho, ví dụ như ví dụ như là đi làm thì cô chú ở nhà trông cháu hay là nấu cơm nước rồi vậy đó. Chứ còn nếu mà ở riêng thì tự lo, nói chung vậy đó. Ở chung thì thích vậy đó. Ở chung mai mốt là đẻ con đẻ cái con bà mở lắm luôn. Nhà bên kia cho thuê lấy tiền. Đúng rồi. Còn đây con cái ông bà lo hết. Đó. Uống điện nước ông bà lo hết. Vậy mắc mới gì ông ở, mắc mới gì ông làm dâu. Đúng rồi. Con gái tôi cũng làm dâu nữa. Nhà em chia tay cách đây khoảng 1 năm á chị. Quen 4 năm mà chia tay. Dạ, chắc hai chuyện cũng lớn lắm cho nên mới chia tay đúng không? Dạ, tại bạn đó thì tính gia trưởng á, cho nên là bên kia gia trưởng là em hay mít ướt. Dạ. Nên là không có hợp được với nhau hả? Dạ. Vậy thôi hả? Dạ. Trời ơi, thôi coi như là duyên nó chưa tới đúng không? Dạ. Bây giờ mình chuẩn bị một cái cuộc tình mới được chưa? Dạ, được. Vậy em nói luôn về cái tiêu chí chọn bạn trai của em đi, để chị nói cho bên kia biết luôn. Em nói chung là em cũng dễ tính á chị, ví dụ như em còn một người biết quan tâm chia sẻ với nhau thôi, chứ em cũng không có cần phải gì đẹp trai quá hay là về ngoại hình.